anh đầu bếp Mỹ từ ngạc nhiên đến phấn khích khi được trải nghiệm bít Tết phiên bản bình dân của Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Hỡi các tín đồ ẩm thực thân mến, mở đầu video ngày hôm nay cho admin hỏi các bạn một câu nhé. Các bạn thường chọn ăn món gì cho bữa sáng vậy ạ? Xin đoán nha, chắc có bạn sẽ ăn một tô phở cho ấm bụng này. Cũng có bạn đá nhẹ một bát bánh canh. Có người gặm ổ bánh mì cho nhanh gọn. Và chắc cũng có mấy thanh niên ngủ đến trưa quên luôn cả ăn sáng. Nhưng dù lựa chọn của các bạn có là gì đi nữa thì chúng ta cũng phải nhất trí với nhau một điều rằng ẩm thực Việt Nam phong phú thật sự các bạn nhỉ. Món ăn sáng có mà kể cả ngày, liệt kê cho đến mai, ăn chó hết mùa quýt sáng năm cũng không hết. Đáng tiếc là có nhiều người nước ngoài hiểu nhầm rằng ăn sáng ở Việt Nam chỉ có phở và bánh mì thôi. Cho đến khi mới đây, một đầu bếp Mỹ nổi tiếng đã được thưởng thức một món ăn sáng vô cùng kỳ lạ của Việt Nam và giới thiệu cho cả thế giới cũng biết. Anh ấy đã gọi nó với 3 biệt danh là Bít Tết phiên bản Việt, món ăn sáng nguy hiểm nhất thế giới và là bản tình ca của thịt bò. Các bạn đoán ra đây là món gì chưa ạ? Hãy cùng gặp gỡ với anh chàng đầu bếp và lắng nghe câu chuyện của anh ấy nhé! Vâng, chẳng giấu gì các bạn, món ăn là nhân vật chính của video hôm nay, đặc biệt từ cách chế biến cho đến cái tên, bò né. Theo đó thì mới đây, anh bạn Chad Kubanov, một đầu bếp người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đã thực hiện một video về bò né. Trong video của mình, Chad Kubanov nhận xét đây có lẽ là món ăn nguy hiểm nhất ở Việt Nam bởi chính cách chế biến và cách thực khách thưởng thức nó. Chad Kubanov miêu tả, anh khi ghé thăm một cửa hàng bán bò né tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã được chứng kiến toàn bộ những công đoạn người đầu bếp tạo ra món ăn. Thịt bò và trứng sẽ được làm nóng trên một chiếc chảo gang màu đen ở nhiệt độ cao. Khi sôi, dầu mỡ thậm chí là lửa sẽ bắn ra xung quanh, lên cao. Vì vậy, người đầu bếp cần linh hoạt né để tránh khỏi nguy hiểm. Khi đĩa bò né được đưa tới bàn ăn của thực khách, nó vẫn còn nóng hổi và dầu mỡ vẫn còn bắn lên. Lúc này, thực khách cũng cần né, nghiêng người để tránh bị dầu mỡ sôi bắn vào. Anh ấy đã mắt chữ A, mồm chữ O khi chứng kiến màn chơi đùa với lửa đẳng cấp hơn cả nhà hàng 5 sao của mấy anh đầu bếp Việt. Không biết ở đây có ai là tín đồ của món bò né không nhỉ? Chắc các bạn cũng chẳng lạ gì với những nguyên liệu góp mặt làm nên hương vị bùng nổ cả khoang miệng của món ăn này. Bò né bao gồm những nguyên liệu chính là thịt bò, 1 đến 3 quả trứng ốp la, chút pate ăn cùng nước sốt, salad rau và bánh mì. Và điểm hay ho ở chỗ là những nguyên liệu này khá tương đồng với món beef steak của người nước ngoài. Vì vậy, bò né còn được nhiều khách du lịch gọi vui là món bít Tết kiểu Việt Nam. Chữ bò trong cái tên bò né chỉ là thịt bò, thành phần chính tạo nên món ăn, còn chữ né để chỉ các thao tác khi ăn cũng như khi chế biến, phải né mới ăn được. Dù ăn uống kiểu đó có hơi vất vả, nhưng vì món ăn quá ngon nên người ăn vẫn nghiện khi đã ăn thử dù chỉ là một lần. Ăn bò né cũng có khá nhiều cách đấy chứ. Một là chấm bánh mì vào đĩa, hai là kẹp bánh mì với các nguyên liệu. Còn với anh đầu bếp Chad Kubanov, anh cho biết mình thích kiểu ăn chấm hơn. Suất bò né vị khách nước ngoài này thưởng thức là bò né thập cẩm có giá 56.000 đồng, tức là chỉ hơn 2 đô la, một mức giá không tưởng cho một món ăn sáng tuyệt vời này. Sau khi thưởng thức, Chad Kubanov đã phải tấm tắc rằng anh thích mọi thứ ở bò né, từ thịt bò, trứng ốp, pate cho đến đĩa salad rau chỉ đơn giản là trộn với dấm ăn kèm. Anh nói, thịt bò mềm là một trong những thứ khiến tôi muốn quay lại. Chúng đã được tẩm ướp đậm đà rồi, rất ngon. Sau vài ngày đăng tải, video của anh đầu bếp đã nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, TikTok và YouTube, thu hút về hàng triệu lượt xem. Bên dưới video trên kênh của anh chàng có đến 365 bình luận khác nhau. Vậy nên còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng lướt xuống bên dưới xem người nước ngoài họ nói gì nhé. Tôi nghe nói rằng khi ăn phở vào buổi sáng tôi có thể về nhà và ngủ ngay 4 tiếng. Vì vậy tôi không biết người khác làm thế nào. Bít tết, trứng và pate trông thật tuyệt vời. Sự khác biệt giữa thịt bò né và bánh mì chảo hoặc là chảo ăn sáng là chiếc chảo và những gì đi kèm với mỗi món ăn. Đối với thịt bò né, thịt bò là ngôi sao của món ăn. Đối với chảo ăn sáng, đó là một sự kết hợp đầy thịnh soạn của nhiều nguyên liệu. Ôi trời ơi, tại sao không có món ăn này ở Pakistan của tôi? Nếu bạn chưa thử bít tết ở miền Bắc, cũng là một phiên bản khác của bít tết và trứng. Nó rất phù hợp cho bữa sáng. Bít tết là một miếng chứ không phải cắt nhỏ và họ thường ăn kèm với trứng, hành tây chiên và xúc xích đỏ. Không có salad nhưng luôn có bánh mì và vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá ở Hà Nội, nó thật hoàn hảo. Tôi cực kỳ mê bò né, nó gây nghiện kinh khủng. Sáng sớm ngồi nhâm nhi cốc cà phê sữa, thịt bò trứng nóng hổi cùng bánh mì. Đây là cuộc sống, tôi có thể làm điều này mỗi ngày. Tiếc là hơi đắt nên thỉnh thoảng mình chỉ làm hoặc đi cùng bạn bè, người thân. Chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam và chưa bao giờ thử bò né, chuyến đi thứ hai đã phát hiện ra nó, và bây giờ tôi sẽ đi ăn sáng khi rảnh rỗi. Nó rẻ và đầy, có lẽ là món ăn gần gũi nhất với bữa sáng kiểu Mỹ, nó thực sự ngon một cách điên cuồng. Đọc những comment của các bạn khán giả mà admin nổi hết cả da gà. Những miếng bò mọng nước cho lên chảo gang nóng với mùi thơm đặc biệt khi hòa cùng nước sốt sánh mịn. Cắn một miếng nhỏ thôi cũng đủ để cảm nhận độ béo ngậy của bò như tan dần xuống cuống họng. Chưa hết, bò né có thể kết hợp thêm với trứng ốp la để béo càng béo hơn, chấm với bánh mì giòn giòn thì quả là điểm 10 cho chất lượng. Xem những hình ảnh này, mình muốn đạp xe ra đầu ngõ gọi ngay một đĩa bò né ăn cho đã cơn thèm các bạn ạ. Nhưng mà trước đó thì admin phải tiếp tục dẫn dắt các bạn tìm hiểu thêm những câu chuyện thú vị liên quan đến món ăn này trước đã, vì phía sau vẫn còn nhiều thông tin thú vị lắm đấy. Không chỉ anh chàng đầu bếp Mỹ Chad Kubanov đâu, nhiều du khách đến từ nhiều quốc gia khác cũng phải tấm tắc gật gù khen ngợi món bò né bình dân này. Chẳng hạn như cách đây một thời gian, có một chương trình truyền hình của Hàn Quốc, hai vị khách mời đã không khỏi bất ngờ với hương vị đặc biệt đến từ món ăn. Ngoài ra, tên gọi và giá thành cũng là những điều khiến họ bất ngờ. Một khách mời Hàn Quốc nói, sao rẻ vậy nhỉ? Ngay từ cái tên cũng đã rất đặc biệt, tôi không nghĩ chỉ là bữa sáng thôi mà lại ngon đến vậy. Hay vào hồi tháng 4 năm nay, có một tác giả nổi tiếng tên là Brian Washington đã chia sẻ với tờ The New York Times về những trải nghiệm tuyệt vời với món bò né. Giờ đây mình xin dịch lại cho các bạn cùng nghe nhé. Quán bò né khu tôi sống có tên là Bò Né Houston. Nó nằm giữa một hàng đồ chơi điện tử và một hàng bán tôm hùm. Tôi luôn gọi một đĩa bò né và một ly cà phê đá. Các thực khách khác cũng bắt đầu buổi sáng của mình theo cách khá giống tôi. Bước qua cánh cửa, vào quán, lặng lẽ chọn chỗ ngồi. Bò né, nghĩa là né thịt bò. Và đó là một món ăn tiêu biểu cho sự mở rộng của ẩm thực Việt Nam. Thịt được ướp nấu trong chảo gang đặc biệt cùng với trứng chiên và ăn kèm rau thơm, bánh mì, pate và bơ. Nó thường được phục vụ cho bữa sáng cùng với salad và nhiều loại gia vị. Nhưng có nhiều cách để thưởng thức bò né, cũng như có nhiều thực khách gọi món. Bạn có thể xử lý từng phần riêng lẻ hoặc có thể để lòng đỏ trứng thấm vào thịt bò trong khi chấm mọi thứ với bánh mì. Tôi vẫn sống ở Houston, bang Texas, Mỹ và quán ruột của tôi vẫn là Bò Né Houston. Đôi khi tôi nghĩ quán ăn này là một trong những thứ giữ chân tôi ở lại thị trấn. Không gian ấm áp và hấp dẫn cho phép tôi tận hưởng các buổi sáng của mình với hương vị thơm ngon của món đặc sản trên bếp lò. Năm tháng trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi nhưng Bò Né Houston vẫn cứ thế tồn tại. Có thể đôi khi tôi sẽ cần bay ra khỏi thị trấn trong vài tháng, nhưng khi về tới nhà, tôi muốn có bơ và pate đáng chờ sẵn trong tủ đá. Và lúc đó, chỉ cần một chiếc bánh mì Việt Nam nóng hổi là đủ để tôi thấy hạnh phúc. Thật khó tin trên thế giới có tồn tại một người nước ngoài nghiện món bò né Việt Nam đến mức không muốn rời khỏi thị trấn đó chỉ vì một quán bò né mở ngay cạnh nhà như vậy. Các bạn thấy đó, ẩm thực Việt Nam luôn là một nét thú vị, thu hút đối với du khách, đặc biệt là với du khách nước ngoài khi tới với giải đất hình chữ S, hoặc xa hơn là người nước ngoài ăn món Việt được chế biến trên chính đất nước của họ. Và điểm hay là ở chỗ, các đầu bếp Việt Nam rất giỏi trong việc biến tấu, sáng tạo món ăn cho riêng mình dựa trên những món ăn có sẵn. Và rồi một ngày bất ngờ, thực khách đã nhận ra rằng món ăn bản giao do người Việt chế biến đã ngon vượt trội so với bản gốc của nó. Cứ như thế, người ta càng yêu thêm ẩm thực thơm ngon, hấp dẫn và con người thân thiện, dễ thương của đất nước chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Nếu bạn cảm thấy trong tim đang đập rất mạnh bởi niềm tự hào, sung sướng khi ẩm thực Việt được khen lấy khen để trên trường quốc tế, thì đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger của chúng mình nha. Chúng mình sẽ luôn ở đây để mang đến những hành trình khám phá đầy lý thú và siêu hấp dẫn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.